Sau khi đi vào vịnh Bắc Bộ thì bão số 5 được dự báo là sẽ gặp không khí lạnh suy yếu nhanh và tan trên biển. Do ảnh hưởng của bão số 5, vào ngày hôm nay ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ vĩ Bắc, 108,7 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ chiều mai, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc, 108,2 độ kinh Đông trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cường độ bão giảm xuống cấp 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của bão, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Từ đêm nay đến sáng mai, vùng ven biển khu vực đồng bằng và khu vực đông bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to. Trước đó vào sáng nay, tại cuộc họp văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã thông tin cho biết, bão số 5 chủ yếu tác động và gây mưa lớn trên vịnh Bắc Bộ và sẽ tan vào ngày 21 tháng 10 năm 2023. Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định bão số 5 ít có khả năng gây mưa lớn cho khu vực đất liền. Tất cả các tính toán dự báo đến thời điểm hiện tại thì cho thấy rằng là không có cái mưa quá lớn cho cái cơn bão này. Và về cái gió thì trên đất liền, khi mà trong khoảng sáng mai, trưa chiều mai thì ở cái khu vực khi đi lên phía Bắc của Bắc Bộ thì lưu ý là đặc biệt là gió ở một số đảo Cát Bà, Cô Tô, Bạch Long Vĩ và trong đất liền thì lưu ý có thể các cái khu vực ven biển đất liền ở của Quảng Ninh và Thái Bình có thể có quan trắc được cái gió cấp 6, giật cấp 8. Chúng ta cần phải có cái cảnh báo đối với tàu thuyền trên vịnh Bắc Bộ ấy. Thì sau ngày 21, tức là sau khi cái cơn này mà yếu và tan đi ấy, thì trên chỗ vịnh Bắc Bộ thì vẫn còn có cái gió mạnh cấp 6 đến cấp 7. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến sáng nay đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho 54.103 phương tiện với 246.663 người biết diễn biến hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Trước đó, mưa lớn và lốc xoáy đã khiến 2 người thiệt mạng và 13 người còn mất tích. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu cơ quan chức năng các bộ ngành và địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm kiếm cứu nạn các ngư dân trên 2 tàu cá của tỉnh Quảng Nam bị chìm tại khu vực đảo sông Tử Tây. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Tổ chức trực ban thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.